Trong dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt chiếc đồng hồ Tambour, Louis Vuitton đã cho ra mắt phiên bản mới mang tên Tambour 20, đồng thời tuyên bố nam diễn viên Bradley Cooper trở thành đại sứ nhờ vẻ đạo mạo, từng trải và rất nhiều phẩm chất của một người đàn ông thực thụ để thể hiện tinh thần của Tambour. Với tất cả sự quyến rũ của mình, tài tử Bradley Cooper chọn đồng hồ làm người bạn đồng hành không thể thiếu trong những chuyến phiêu lưu. Đó chính là hình ảnh trong video chiến dịch của thương hiệu qua ống kính máy quay của Boo George và bàn tay chỉ đạo của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Damien Chazelle. Đi giữa ánh đèn New York với sự tự nhiên và thanh lịch hiếm có, anh trở thành người diễn giải hoàn hảo các quy tắc phong cách của thương hiệu, nơi lựa chọn anh làm gương mặt đại diện của chiếc đồng hồ đeo tay Tambour biểu tượng. Ra mắt lần đầu năm 2002, Tambour có nhiều điểm khác với cách chế tạo đồng hồ truyền thống, thể hiện sự tự do, phóng khoáng của nhà mốt. Sự sáng tạo này đã được kết hợp với tinh hoa trong kỹ nghệ chế tác điêu khắc tỉ mỉ từ một mảnh kim loại duy nhất, hoàn toàn không chấp vá. Chiếc đồng hồ cũng giành được nhiều giải thưởng về thiết kế và công nghệ. Vừa qua, đoạn giới thiệu đầu tiên của bộ phim tài liệu về hành trình cuộc đời đã được nữ ca sĩ Selena Gomez hé lộ. Bộ phim được mang tên My My and Me, mang tới cho khán giả một cái nhìn sâu hơn về 6 năm khó khăn nhất cuộc đời của cựu ngôi sao Disney này. Trong đoạn giới thiệu, những người hâm mộ vô cùng đau lòng khi thấy nữ ca sĩ diễn viên liên tục rơi lệ. Trong một vài cảnh ngắn ngủi, khán giả cũng có thể thấy nụ cười của cô. Tuy nhiên, ngay sau đó, Selena lại gục ngã và khóc cạn nước mắt. Có vẻ trong 6 năm qua, giọng ca Lose You to Love Me đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trước khi có thể đến được với sự thành công và sự bình yên như ngày hôm nay. Theo như thông cáo trước đó, bộ phim sẽ cho thấy một hình ảnh rất khác của Selena Gomez trong hành trình 6 năm trở lại với ánh hào quang mới. Bộ phim tài liệu cho thấy sự gần gũi, sự tổn thương của Selena và cách nữ ca sĩ tìm lại chính mình với một phiên bản tốt hơn. Bộ phim tài liệu về Selena Gomez được đạo diễn bởi Alex Kesician. My My and Me sẽ chính thức được ra mắt khán giả vào ngày 4 tháng 11 tới. Tháng 10 năm nay, vũ trụ siêu anh hùng DC sẽ đánh dấu sự trở lại hoành tráng trên màn ảnh rộng với Black Adam. Đây là siêu phẩm do ngôi sao hành động The Rock thủ vai chính. Với phần truyện gốc gần như bám sát truyện tranh, Black Adam của The Rock sẽ dấn thân vào cuộc hành trình của sự lựa chọn. Sau 5 ngàn năm bị giam cầm với quá khứ đau thương, người con của vương quốc cổ đại Kandak rơi vào tầm ngắm của Justice Society. 4 thành viên của nhóm là Dr. Fate, Hawkman, Atom Smasher và Cyclone vừa tìm cách chế ngự Black Adam, vừa để anh lựa chọn trở thành anh hùng hoặc kẻ phản diện của thế giới. Ban đầu, Black Adam chỉ được xem là một vai phản diện nhỏ, tức là sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến và biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, chính nhờ DC mà Black Adam có cho mình chỗ đứng riêng, trở thành kẻ thù số 1 của Shazam và có cốt truyện riêng hấp dẫn. Năm 2022, nhân vật Black Adam sẽ chính thức ra mắt trong vũ trụ mở rộng DC qua tựa phim Black Adam do tài tử hành động The Rock thủ vai. The Rock đã gắn bó với dự án này từ năm 2014 và ước mơ hóa thân thành nhân vật này của anh chưa từng hạ nhiệt. Giờ đây, sau muôn vàn khó khăn, nam diễn viên đã thành công mang nhân vật thú vị này đến với khán giả. Các ca khúc trong album mới của Blackpink đều lọt top 25 bảng xếp hạng Spotify. Những cô gái của nhóm nhạc này đã lập kỳ tích khi cả 8 ca khúc trong album Born Pink đều xếp ở những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu. Theo dự đoán, album đầy đủ thứ 2 của nhóm sẽ lập kỳ tích và trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại của một nhóm nhạc nữ K-pop. Blackpink mới đây đã chính thức cho ra mắt album đầy đủ thứ 2 trong sự nghiệp Born Pink cùng ca khúc chủ đề mang tên Shoot Down. Ngay sau khi ra mắt, album đã thu hút được mọi sự chú ý của người hâm mộ, đồng thời nhận về nhiều lời khen đến từ các chuyên gia âm nhạc. Trên bảng xếp hạng của Spotify toàn cầu, toàn bộ 8 ca khúc trong album mới đều là top 25. Đáng chú ý, Blackpink mở ra kỷ lục với 2 lần ra mắt dành cho nữ nghệ sĩ hoành tráng nhất trên Spotify năm nay, với ca khúc mở đường là Pink Venom ra mắt vào ngày 19 tháng 8 và Shoot Down ra mắt vào 18 tháng 9. Cả hai ca khúc đều nhận được lượt nghe khổng lồ trong ngày đầu tiên, lần lượt là 7,9 triệu lượt và 6,6 triệu lượt stream. Những con số ấn tượng này đã giúp Blackpink vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu của Spotify theo ngày. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một nhóm nhạc nữ đạt được.